Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Edge Channel và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước ngày 30 tháng 3. Vào sáng nay ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 194 người. Trước đó vào ngày hôm qua 29 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó thì có 6 ca nhiễm liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, công tác dập ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong những ngày tới. Được biết, thì 25 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh viện Bạch Mai tính đến thời điểm hiện tại bao gồm bệnh nhân từ 86-87, hai nữ điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai được xác định là dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân thứ 107, nhân viên thiết kế đồ họa, con gái của bệnh nhân 86 được xác định là ca bệnh thứ 3 liên quan tới bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân thứ 133, bệnh nhân nữ 66 tuổi, trong tháng 3 có đến bệnh viện Bạch Mai điều trị tại khoa thần kinh, bệnh nhân thứ 161, bệnh nhân khoa thần kinh nằm cùng phòng với bệnh nhân 133, bệnh nhân thứ 162, con dâu của bệnh nhân 161, bệnh nhân thứ 163, con gái của bệnh nhân 161. Bệnh nhân thứ 170, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3, anh này có đến và mua cơm 5 lần tại căng tin bệnh viện. Bệnh nhân thứ 172, con dâu của bệnh nhân thứ 133, chăm sóc mẹ 23 ngày tại bệnh viện. Bệnh nhân thứ 185, là nam 38 tuổi, địa chỉ tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại khoa thần kinh, bệnh viện Bạch Mai từ các ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 và ngày 18 đến ngày 19 tháng 3. Trong đó thì có ít nhất 2 lần qua căng tin của bệnh viện để ăn và mua đồ ăn. Bệnh nhân thứ 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 đều là nhân viên của công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai, đều tiếp xúc với nhiều người. Vào sáng nay ngày 30 tháng 3, thì Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh Hà Nội đã công bố khỏi bệnh đối với 27 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó thì có bệnh nhân số 17, bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 tại Việt Nam giai đoạn 2. Những tín hiệu này thì cho thấy việc điều trị COVID-19 tại Việt Nam đang có những kết quả vô cùng tích cực. Người vào viện gần đây nhất trong số này là gần một tuần trước. Tất cả những người này sẽ phải cách ly tại nơi cư trú 14 ngày nữa theo quy định của Bộ Y tế. Trong ngày 29 tháng 3, đã có 4 bệnh nhân mắc COVID-19, số 65, 66, 79 và 90 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được điều trị khỏi và ra viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi và ra viện tại nước ta đến thời điểm hiện nay là 25 ca. Như vậy, cùng với 25 bệnh nhân đã khỏi và ra viện tính đến ngày hôm qua, trong ngày hôm nay, Việt Nam đã có tổng cộng 52 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện. Hiện nay, số ca bệnh còn điều trị là 142 người. Tiếp tục những diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, thì ngay trong đêm qua, Bệnh viện Sanh Pôn đã phải phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình, bao gồm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, do có người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 đến thăm con. Cụ thể, sau khi điều tra dịch tễ, ngày 26 tháng 3, bệnh nhân thứ 175, ông PNA, 57 tuổi, đến phòng X3, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sanh Pôn thăm con trai tên là PHD, bị đứt dây chằng chéo trước gối trái. Trong thời gian đó, bệnh nhân thứ 175 có đeo khẩu trang. Phòng bệnh có con trai bệnh nhân và một bệnh nhân khác, tất cả đều đeo khẩu trang. Ngay khi bệnh nhân thứ 175 được xác định dương tính, vợ và con trai thứ hai của bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly. Hiện tại tất cả đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Vào sáng nay ngày 30 tháng 3, thì Bệnh viện 199 đã xác nhận thông tin về một trường hợp người nước ngoài bỏ trốn khi đang nhập viện đã có biểu hiện ho và khó thở. Theo đó, sự việc vừa xảy ra vào sáng nay ngày 30 tháng 3. Sau khi nữ bệnh nhân này được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện 199, theo tờ khai y tế, nữ bệnh nhân trên tên Danielle Smith, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 2020 từ Đài Loan. Trước đó vào tháng 1, người này cũng đã từng đi qua Trung Quốc. Trong tờ khai y tế từ khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 13 tháng 2, người này chỉ ở quận Sơn Trà là chủ yếu. Đại diện Bệnh viện 199 cho biết, trong lúc đang lấy lời khai dịch tễ thì người này bất ngờ bỏ trốn. Chúng tôi đã thông báo sự việc ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà. Theo miêu tả của các nhân viên y tế thì người bỏ trốn này da đen, cao hơn 1m7. Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân, nếu gặp phải người này thì cần báo ngay cho Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời chủ tài khoản Facebook có tên Nguyễn Xin lên làm việc vào cùng ngày do người này đã đưa những thông tin bịa đặt rằng có người đã tử vong do COVID-19. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 3, tài khoản Facebook có tên Nguyễn Xin đã đưa thông tin bịa đặt về việc có ca chết vì dịch COVID-19. Ngay lập tức, thông tin trên đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Được biết thì chủ tài khoản Facebook Nguyễn Xin là NVS, từng có thời gian tham gia làm hiệp sĩ, tham gia săn bắt cướp trước đây.
Thời gian gần đây, NVS bắt đầu nổi tiếng trên Facebook với những chia sẻ nhận được nhiều lượt tương tác. Tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương sáng ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hiện chưa có người tử vong vì dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý người đưa tin có ca tử vong do COVID-19, thất thiệt gây hoang mang trong dư luận. Mới đây, thì Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với việc Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Công an xử lý bệnh nhân số 178, bệnh nhân dương tính với COVID-19 nhưng đã có hành vi gian dối trong việc khai báo, dẫn đến nhiều người bị cách ly. Bệnh nhân thứ 178 là bà HTN, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh, phụ trách đưa cơm đến các khoa phòng ở Bệnh viện Bạch Mai suốt 2 tháng. Qua khai thác lịch trình di chuyển, chiều ngày 27 tháng 3, bà N đi xe khách từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về thị trấn Đại Từ lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Sau đó thì vào thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ để khám bệnh. Với triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ban đầu bà N khai chỉ ở nhà, không đi đâu, bị đau đầu nên đến viện khám. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được lập bệnh án, hồ sơ điều trị tại khoa nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán là thiếu máu não. Liên quan đến trường hợp này, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã chỉ đạo công an huyện xác minh rõ vụ việc, đối chiếu với các quy định liên quan để tham mưu biện pháp xử lý thích hợp. Lãnh đạo huyện cho biết thêm, ưu tiên số 1 hiện nay là tạo điều kiện để bệnh nhân chữa trị khỏi bệnh. Còn theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 3, qua rà soát trên địa bàn huyện có 47 người tiếp xúc vòng 1 F1 với bệnh nhân số 178. Cụ thể đã có 19 người tiếp xúc ngoài bệnh viện Đa khoa Đại Từ, gồm 14 người đi cùng xe ô tô, 3 lái xe của nhà xe Văn Phúc, 1 lái xe ôm, 1 người bán hàng tạp hóa. Trước đó, đến 23 giờ ngày 28 tháng 3, 18 người trong số người này đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Thái Nguyên để cách ly. Ngoài ra, bệnh nhân thứ 178 còn tiếp xúc với 20 người trong Bệnh viện Đa khoa Đại Từ, gồm có 8 trường hợp nằm cùng phòng, 12 y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Đến hiện tại, thì các y bác sĩ và những người nằm cùng phòng điều trị đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đại Từ. Bên cạnh đó, thì cơ quan chức năng cũng đã xác định được 196 trường hợp tiếp xúc vòng 2, F2 ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Những người này đang được cách ly tại gia đình. Huyện Đại Từ đang tính đến phương án cách ly tập trung đối với các trường hợp F2 nêu trên. Tính đến sáng nay ngày 30 tháng 3, trên toàn cầu đã ghi nhận hơn 721.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 34.000 trường hợp tử vong. Tại Mỹ, thì các chuyên gia cảnh báo hàng triệu người nước này có thể nhiễm bệnh. Dù vậy, thì vào ngày hôm qua 29 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho biết dịch bệnh có thể đỉnh điểm trong vòng 2 tuần tới. Tuy nhiên, thì ông vẫn hy vọng mọi thứ có thể khôi phục từ ngày 1 tháng 6. Mỹ hiện tại vẫn có ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Tính đến chiều tối qua ngày 29 tháng 3, Mỹ ghi nhận hơn 140.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 17.000 ca nhiễm mới. Mỹ đã được xác nhận gần 2.500 ca tử vong và gần 4.500 trường hợp đã hồi phục. Cũng trong ngày hôm qua 29 tháng 3, Thứ trưởng Y tế Italy cho biết Italy đang đến rất gần với đỉnh dịch và trong vòng tối đa 10 ngày nữa thì nước này sẽ đến đỉnh và sau đó đi xuống. Theo nhận định của Thứ trưởng Y tế Italy, dựa trên thực tế rằng bất chấp số tử vong vẫn ở mức cao, trong một tuần qua, số ca nhiễm bệnh mới tại Italy đang tiếp tục giảm dần. Các số liệu được công bố trong ngày 29 tháng 3 cho thấy có thêm 756 bệnh nhân thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.779 người, chiếm hơn 1,3 tổng số nạn nhân của COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tại Italy chỉ ở mức 3.815 người, tăng 5,6% so với ngày trước đó và là mức tăng thấp nhất từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Tại các vùng tâm dịch như Lombardy, các ca tử vong và ca nhiễm mới được kiểm soát ở mức ổn định, không có sự tăng đột biến trong vài ngày qua. Đồng thời, số lượng bệnh nhân được chữa khỏi cũng đã bắt đầu nhiều hơn. Còn tại Tây Ban Nha, dịch COVID-19 chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chậm lại. Trong ngày 29 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong ở mức cao nhất từ trước đến nay và cao hơn cả Italy ở mức 828 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên 6.528 người. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này cũng đã tăng lên 78.797 ca, dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tính đến hết ngày 28 tháng 3, Trung Quốc đã có 75.448 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được chữa khỏi, đạt tỷ lệ gần 93%. Cùng ngày tại Hàn Quốc, trong số 9.478 ca mắc COVID-19, đã có 4.811 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn và được xuất viện, chiếm tỷ lệ hơn 50%. Hãng tin CNBC mới đây đã đưa tin cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã tiến hành thử nghiệm các loại thuốc điều trị COVID-19 trên cơ thể người đối với các bệnh nhân nhiễm virus tại Na Uy và Tây Ban Nha. Theo đó, thử nghiệm này được tiến hành với 5 loại thuốc đã được chứng minh có hiệu quả trong việc điều trị các ca nhiễm COVID-19, gồm Remdesivir, thuốc điều trị Ebola, Ritonavir và Lopinavir, thuốc điều trị HIV, Hydroxychloroquine, thuốc điều trị sốt rét và Interferon, thuốc kháng sinh. Phía WHO cho rằng, lần thử nghiệm này nhằm so sánh hiệu quả cũng như tính an toàn của các loại thuốc này một cách riêng biệt hoặc là kết hợp với nhau để điều trị cho các ca nhiễm virus corona. Thời gian thử nghiệm sẽ mất khoảng 3 tháng và sau đó thì ít nhất một loại thuốc sẽ được WHO phê duyệt làm thuốc đặc trị COVID-19. Tính đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có loại thuốc nào được thế giới công nhận là đặc trị COVID-19. Dù mới đây, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia công bố đã tìm ra loại thuốc có
có thể chữa khỏi COVID-19 hiệu quả. Theo dự định, trong vòng 8 đến 12 tháng nữa, vaccine ngăn ngừa COVID-19 sẽ có mặt trên thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức nổi bật nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 có trong ngày hôm nay 30 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho channel nhé!